Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chảy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai để tớ đến gặp các ta điền để thu hoa lợi bọn tá điền bắt các đầy tớ ông chúng đánh người này giết người kia ném đá người nọ ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước nhưng bọn tá điền cùng xử với họ y như vậy sau cùng ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta nhưng bọn tá điền vừa thấy người con trai thì bảo nhau đứa thừa tự đây rồi nào ta giết quách nó đi đoạt lấy gia tài nó thế là chúng bắt lấy cậu tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả, ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho. Để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loài bỏ, lại trở nên đá tảng gốc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa, người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy xin hoa lợi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dân Israel được ví như vườn nho của Chúa. Đó là hình ảnh quen thuộc mà ngôn sứ Isaiah đã công bố trong Isaiah chương 5 câu 7. Vườn nho của Chúa là nhà Israel, và đến thời Tân ước, hội thánh chính là vườn nho của Chúa. Ý nghĩa của dụ ngôn trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy vườn nho là chính Israel, dân Chúa chọn. Chủ vườn nho là chính Chúa. Những tá điền được canh tác vườn nho là giới chức tôn giáo Do Thái. Họ là những kẻ phải chịu trách nhiệm với Thiên Chúa về sự hưng thịnh của quốc gia xét về mặt đức tin tôn giáo lẫn đời sống xã hội. Những đầy tớ lần lượt được sai đến là các ngôn sứ. Họ được Thiên Chúa sai đến cảnh tịnh những người làm vườn nho, thuê vườn nho, nhưng lần lượt bị từ chối và bị giết chết. Người con trai duy nhất cuối cùng được sai đến và không ai khác, đó chính là Chúa Giêsu con một thiên chúa. Câu chuyện vườn nho là câu chuyện sống động mà Chúa Giêsu cùng một lúc đã viết nên, đã vẽ nên lịch sử và sự suy sụp của Israel. Câu chuyện dụ ngôn hôm nay cho chúng ta biết nhiều về Thiên Chúa là chủ vườn nho. Đó là Thiên Chúa luôn tin cậy con người. Ngài là chủ vườn nho, chủ vườn nho giao vườn nho cho những kẻ thuê để trồng nho. Ông chủ không đứng canh họ như cảnh sát. Ông chủ đi để họ tự giác làm việc. Chúa tôn trọng con người, giao phó cho họ công việc của Ngài. Mỗi một công tác chúng ta nhận đều bởi Chúa giao cho chúng ta làm. Thiên Chúa là đấng luôn nhận nhịn chờ đợi. Ông chủ vườn nho sai hết người này đến người khác, họ là những người đại diện Chúa đến với họ sứ giả của thiên chúa những người đại diện của thiên chúa không đến để báo thù ngay khi người đại diện ban đầu bị ngược đãi sứ giả của chúa cho những tá điền hết cơ hội này đến cơ hội khác thiên chúa kiên nhẫn với mọi tội lỗi của con người ngài cho con người có cơ hội để hoán cải để thay đổi ngài chờ đợi họ thiên chúa sẽ là đấng phán xét công minh Cuối cùng người trụ vườn nho sẽ lấy lại vườn nho và giao cho người khác nếu những tá điền được vào làm trong vườn nho không biết xin hòa lợi. Sự phán xét nghiêm khắc nhất là khi Ngài lấy khỏi tay chúng ta công tác sứ vụ Ngài muốn chúng ta làm. Và đời người môn đệ sẽ đi đến mức thấp nhất khi người đó trở nên vô dụng đối với Thiền Chúa. Câu chuyện dụ ngôn cũng cho chúng ta biết nhiều về con người. Trước hết, con người được hướng nhiều đặc quyền. Vườn nho được ông chủ chuẩn bị sẵn đủ mọi thứ. Có hàng rào, có hầm ép rượu, có tháp canh. Là để giúp cho việc canh tác được dễ dàng. Thiên Chúa không những giao phó cho chúng ta những công tác và sứ vụ để làm. Mà Ngài còn ban mọi phương tiện và mọi cơ hội để con người được làm nữa. Đó là đặc quyền của con người. Con người có hoàn toàn tự do. Ông chủ vườn để cho những người tá điền làm công việc trong vườn nho theo ý họ thích, theo sáng kiến của họ. Thiên Chúa không phải là người độc đoán. Ngài như một vị chỉ huy khôn ngoan. Khi giao phó công việc và sứ vụ cho bất cứ một người nào đó, Ngài trao cho con người khả năng của tự do làm điều đã được trao phó. Và con người phải chịu trách nhiệm và trả lời về hành vi của mình. Tất cả mọi người sẽ có một ngày tín sổ. Chúng ta phải trả lời cho Chúa về cách chúng ta thi hành công tác và sứ vụ Ngài trao cho chúng ta. Nhưng con người vẫn cố tình phạm tội. Trong dụ ngôn, các ta điền cố tình thực hiện một kế hoạch, một âm mưu chống lại không vâng phục chủ của mình. Tội lỗi chính là cố ý chống lại ý Chúa là cố tình theo đường lối riêng dù đã biết rõ đường lối của Chúa. Tội lỗi là cố tình đi ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Câu chuyện dụ ngôn cũng cho chúng ta thấy về sứ vụ và vai trò của Chúa Giêsu đấng cứu thế và là con một duy nhất. Chúa Giêsu xác định ngài hơn các ngôn sứ đã đến trước. Những người đã đến trước ngài là những sứ giả của Thiên Chúa không ai có thể phủ nhận cái vinh dự đó của họ Nhưng họ chỉ là tôi tớ Còn Ngài, Chúa Giêsu là con Dụ ngôn này xác nhận lời tuyên xưng rõ ràng nhất của Chúa Giêsu, Địa vị của Ngài độc đáo và khác với những vị nhân ngôn sứ đã đến trước Ngài Câu chuyện dụ ngôn cũng cho thấy sự hy sinh và cái chết cứu độ của Chúa Giêsu. Những tá điền gian ác đã giết con trai của chủ Chúa Giêsu không chút nghi ngờ những gì đang chờ đợi Ngài. Ngài không chết vì bị bắt buộc phải chết, mà Ngài sẵn lòng đi tới và đối diện với cái chết. Kinh thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta vào làm vườn nho của Ngài. Trong hội thánh là vườn nho của Chúa đó, chúng ta được thuộc về gia đình của Ngài. Và trong vườn nho hội thánh, Ngài chuẩn bị cho chúng ta những gì cần thiết thiên chúa trong hội thánh luôn tin tưởng chúng ta rồi thiên chúa vẫn luôn kiên nhẫn với chúng ta thiên chúa luôn yêu thương và tôn trọng tự do của chúng ta đáp lại tình thương sự tin tưởng và lòng kiên nhẫn đó của thiên chúa chúng ta hãy đem hết tình con thảo mà vui sống ơn chúa kêu gọi của chúng ta mỗi ngày